Xin chào anh chị em cộng đồng mạng đam mê hàng Nhật Bãi. Em là Yến. Hôm nay em xin báo giá và test máy cho anh chị em. Trên tay của em đang cầm một sản phẩm của dòng Nethano EZ6504. Thì con này gồm có những chức năng là điều tốc, đảo chiều, thắng và búa. Điều tốc là đây. Đây là đảo chiều. Thắng thì mình thả ra là nó sẽ thắng cấp tốc. Và búa. Rồi bây giờ không để anh chị em chờ lâu thì anh chị em cùng theo chân Yến ra bên ngoài test máy nha. Rồi thì bây giờ Yến sẽ bắn gỗ nha. Yến sẽ bắn cho hai miếng gỗ này dính vào nhau. Giờ thì Yến xin báo giá cho thông máy EZ6504. Thông máy này là 400.000, còn pin và sạc là 450. Anh chị em nào có nhã ý ủng hộ Yến thì vui lòng liên hệ qua Zalo với số điện thoại là 038 511 8370. Video của Yến xin kết thúc tại đây. Hẹn anh chị em video tiếp theo nhé. Xin chào.